Xin chào cả nhà. Hiện tại thì vẫn đang có mặt tại thị trấn Đắc Hà, Kon Tum. Vừa mới xuống xe xong. Tầm này thì cũng 4 giờ chiều đây. Trên này khá nắng ha. Không khí trên này thì nó hơi gắt so với Gia Lai. Vĩnh thì Vĩnh đã ghé tới nhà của một người bạn đây. Xíu nữa thì mình sẽ quay lại những quang cảnh ở nơi Đắc Hà cho cả nhà cùng xem. Ở đây thì cũng có mấy chỗ du lịch. Nay xuống tầm buổi chiều rồi, chắc có thể là ngày mai nữa thì nguyên một ngày người bạn của Vĩnh sẽ dẫn Vĩnh đi một số địa điểm. Bến xe huyện Đắc Hà. Wow, quá đẹp, như đã tới nơi rồi đó. Dẫn tới thì chúng tôi về Đà Lạt. Rồi, chào cả nhà. Nay thì buổi chiều nay thì vẫn đang có mặt tại Đắc Hà, Kon Tum. Đang đi với một người bạn Linh, Đặng Mỹ Linh nha. Rồi anh Diễm. Bây giờ là tầm 5 giờ chiều là mặt trời đang xuống. Vô đây là đón hoàng hôn anh Diễm. Đúng rồi, hoàng hôn của đây là rất là tuyệt vời rồi. Dạ. Ở đây con những nó chiều cái đường đi vô cũng giống như Đà Lạt luôn á, nó lên xuống nhóc luôn. Hơi nắng. Thôi để Vĩnh quay lại camera quay cho trọn vẹn hơn. Đó. Quay cả nhà xem. Đây. Anh Diễm làm hướng dẫn viên du lịch cho em đây. Linh đó nè. Chiêu thiệt. Cái đây là cái vùng này, vòng hồ Bà Rịa Vũng. Dạ. Gỗ. Đây là một trong những cái nguồn nước nó đổ ra cái dòng sông Sư San. Dạ. Nó cái nguồn cuối cùng là nó bờ với đập của vùng Sư San là nó giáp với đây là nét văn hóa đặc trưng của người Tây Nguyên mà có nhà rồng đồ đó phải không? Cái con anh chị đó bồ câu. Bồ câu trời. Nhưng mà làm theo kiểu như nhà rồng đó. Hay. Nè, đây là hoa đào nè, hoa anh đào. Cây này gọi qua hoa anh đào. Quá đẹp. Xíu nữa tranh thủ check in chụp hình sống ảo ở đây một vài tấm mới được. Ở đây tầm khoảng thời gian ngắn nữa là có hoa là mọc lên. Dạ. Giờ bắt đầu là bây giờ là cái mùa này, mùa Tết là trăm hoa đua nở anh. Là thời gian ngắn nữa thôi. Hoa đào mây. Hoa đào mây hả? Đào mây. Và hoa anh đào là tên anh đen. Phân biệt được đào mây. Nếu cái mây là đào mây. Đó là một hàng mua. Chiêu quá. Ở đây có hoa sim nữa này. Mua. Dạ. Mua hả? Đó cũng là một dòng họ nhà sim. Dòng họ nhà sim anh ạ. Dạ. Trên Đà Lạt rất là nhiều luôn. Nhầm là hoa sim hả? Ừ. Anh Diễm ơi, am hiểu ghê thiệt chứ. Biết tên mà. Này chiêu ghê. Đi, bạn này mình dạo lên kia. Chủ yếu vô đây là quay quang cảnh cả nhà xem thôi chứ. Đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi đi ngao vô như bây giờ.
vậy là mình phải đi đúng đi cái mùa này nè. Dạ. Mùa đây đẹp, mùa đây hoa nở. Đúng rồi, mùa dịp Tết nữa. Có cái gạo phải không anh? Phải không? Phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lâu rồi không thấy. À. Nó rủ rủ đỏ đỏ. Cái thân nó xù xì có gai đúng không? Ừ. Ừ. Chiều quá. Chiều nào cũng có tiệc ở đây nè. À. Tiệc thì coi như là người ta đốt lửa ở đây nè. Bum pha lâu kìa. Hả? Mấy cái để người ta nghỉ ngơi á. Ừ. Bajana. À, vẫn quay cái kia kìa. Hả? Con cái tên long, tên long con loài. Con. À à. Này là cái gì? Gỗ bức tường nhưng mà là xếp bằng cây củi củi cà phê. À. Quá. Đó bức tường này là xếp bằng củi cà phê cả nhà. À. Hay nha. Đây là những cái tường gỗ. Đây là người đồng bào Tạc luôn phải không Linh? À, người đồng bào Tạc luôn. Nhìn nó trừu tượng quá ha. À. Nhìn nó vô hình phát là ra cái mặt về nghiên cứu làm bộ phim đồng bào. Đây, một thân mà nhiều mặt này. Đấy. Chiêu. Làm kiểu dạng cũng nhà rông hay quá. Coi chỗ nào mà không có người vô quay cận cảnh như này. Này là những cặp yêu nhau đồ á mới nó xem. Chim đâu đó. Ừ. Cái cảnh tại vì ống khắc tượng đồ đồ có người làm á. Ừ. Nên là nhận cái đấy. Hay. Với lại cái món đấy là ít người làm. Hai người đứng trên đó ha, với xong chụp ha. Chụp nhìn lên mặt trời, chiêu luôn. Không mà vô đây tự nhiên thấy cảm giác mình thư thái lên. Nó có không gian. Toàn là gỗ không. Bên kia nè. Này chỉ có Tây Nguyên có thôi nha. Ở Gia Lai cũng có. Ở Gia Lai như ở Đồng Xanh hay gì đó. Khu du lịch Đồng Xanh nào vô thấy cũng có. À. Chứ còn vào mùa mưa thì nó không có chặn nước. Ok. Hay quá ha. Đây là cái cây xếp làm cái mái che luôn. Hay. Nhưng mà mưa thì nó dột, nó gió, nắng nó che mát vậy thôi. Rồi, cả nhà lần sau mà ai mà tới Kon Tum với Đắk Hà thì hãy ghé cái địa điểm đây. Không gian rất là rộng lớn ha, chiêu. Nó hợp buổi chiều hơn á Linh ha, ha, khu này là buổi chiều đúng bài luôn đó. Buổi sáng nắng ấm cũng chiêu, nhưng mà không bằng buổi chiều đâu. Rất hợp với tập thường nhân. Em lại ngồi đây nè.
Vậy hả? Ghê chứ, có kỷ niệm em và anh ngồi đây nữa nha. Đây đúng gỗ. Ơi, đây là gỗ luôn nè. Người con chó đứng đây này đẹp. Ok, thử bước lên đây. Lên bậc cầu thang. Cũng hơi ớn nha. Sợ nó mục. Lên đây hơi ớn, hơi rén anh Diễm ơi. Ừ, thấy nó cảm giác nó bị mục một số chỗ á. Ồ, chiêu cả nhà thấy không? Đó, đây đang lên đây mà ngắm hoàng hôn cũng chiêu lắm này. Đằng trước là mênh mông sông nước. Ồ, đẹp. Đấy. Cái chiêu cả nhà. Đó, trong này cái lò. Này xây dựng bằng đá đó ha. Còn cái bếp. Bajana. Chiều. Okay. Này được gọi cái gì ta? Em vẫn nhìn thấy rất là quen. Ở Gia Lai cũng có luôn nhưng mà cái cây gì mình nó được người đồng bào chạm khắc hoa văn, nhìn nó rất là đẹp ha. Như cái xã đây thì mình gọi nó là biểu tượng cho cái chịu quá. Dạ. Không biết gì hết, không biết. Không biết. Biết thì nói mà không biết. Góc quay đây đẹp ha. Ờ đẹp. Cái cây lá. Nhà rong đồ. Con gà. Chiêu ghê cả nhà, tầm này là cũng là 6 giờ rồi. Nắng xuống rồi. Ừ. Có quay rồi mà. Chủ yếu quay lấy cảnh thôi. Đẹp. Cây hoa đẹp quá không? Ừ. Hoa anh đào còn gọi là hoa đào mây đúng không? Ừ, hoa đào mây. Nhìn là thấy là không khí mùa xuân mùa Tết về. Hoa đào mây cực kỳ đẹp luôn. Thôi Vĩnh xin khép lại video mình tại đây thôi cả nhà. Nãy giờ quay cũng nhiều rồi, nhiều cảnh rồi. Chiều tranh thủ vô đây thời gian cũng không có cho phép nhiều. Tầm chiều vô thì lúc mấy giờ ta? Lúc mình đi mấy giờ ha? 4:30. Tầm này 6 giờ rồi. Quá trời đẹp luôn. Đang chạy nửa chừng mà phải dừng lại quay cả nhà xem. Mặt trời đang xuống mấy dãy núi. Đang đi một đoạn rồi bắt đầu thấy đẹp quá mà không nỡ chạy tiếp, phải dừng lại chụp quay. Đâu phải lúc nào cũng gặp được mấy cảnh như này đâu. Anh Diễm với Linh vòng lại. Quá đẹp. Rồi tiếp tục thôi, về nhà nghỉ ngơi cơm nước. Đó, có gì thì Vĩnh sẽ cập nhật tiếp cho cả nhà cùng xem. Ngày mai nữa hình như cũng đi một hai chỗ gì đó Linh ha. Ngày mai tiếp tục quay cảnh cho cả nhà xem.